Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft From the Fog. Ở tập trước thì mình đã có một trận chiến rất là căng với cái tên Sir Pumpkin đó các bạn. Và hắn có vẻ là ao trình so với mình. Mình không thể nhịn nhục cái mối thù này. Thế nên là hôm nay mình sẽ nâng cấp thêm bộ giáp của mình mới được. Bữa giờ mình làm được cái nón, cái áo bằng Dark Metal rồi. Bữa nay mình sẽ làm thêm cái quần nữa đi. Ừ, dự tính của mình là vậy. Rồi, mình sẽ làm trước cái Dark Metal Armor Plate nè. Nhưng mà các bạn biết không, mình hết Netherite mất rồi. Mình còn đây có một mảnh vỡ cổ đại rồi các bạn ơi. Nghèo thiệt sự luôn. Nên là chắc là mình phải trở lại địa ngục một chuyến để chúng ta đi cậy thêm mảnh vỡ cổ đại rồi đó. Ok, giờ thì chắc mình sẽ tranh thủ đi luôn ha. À quên nữa, trước khi đi thì để mình chế tạo bed bò cái đã. Tại vì pet này sẽ giúp mình loại bỏ hiệu ứng bất lợi á các bạn. Mình nghĩ đây là một cái năng lực rất là tốt luôn nha. Nên là bắt buộc mình phải chế tạo liền mới được. Mình sẽ cần có lúa mì với cả là một ít hạt sắt nữa đúng không? Hạt sắt có luôn. Rồi, bấm công thức cái nào. Đây. Ủa, mình còn thiếu hạt than nữa. Khoan khoan, hạt than thì dễ rồi. Chế tạo bằng một cục than duy nhất và tán tàn. Mình đã có ngay pet bò cực kỳ xịn sò. Đó. Rồi nha, giờ qua địa ngục mà ví dụ gặp mấy con nào thứ dữ á, mình cũng không có sợ các bạn. Rồi, nợ mấy em này xíu và sau đó chúng ta đi ha. Với cả là hôm nay nếu mà mình gặp được quái vật băng thì mình sẽ thử thanh tẩy hết các bạn. Hôm qua thì mình cũng đã đọ sức với quái vật băng và có vẻ là mình vẫn chưa phải là đối thủ của quái vật băng các bạn. Tính ra bây giờ mình còn yếu lắm luôn á. Nên là mỗi ngày mình phải cố gắng trở nên mạnh hơn mới được. Ơ cái gì vậy? Trời, tôi mới qua mà. Bạn nước ơi, mình mới qua mà cá đóng con nó dí nó bèm mình ơi. Ủa đâu ra con skin stalker nó vậy? Ai vậy? Ui da. Trời đất. Ủa hồi nãy mình đâu có gặp nó đâu. Đi cục gì? Ê, cái bức tượng này định làm gì? Định ăn trộm vũ khí tôi đúng không? Tôi biết rảnh lắm. Mình cực kỳ ghét cái bức tượng luôn á các bạn ơi. Trời đất ơi. Ây da, còn bị mũi chích nữa. Sao nhiều những cái bức tượng vậy? Mới đi có một tí thôi mà bị hai cái bức tượng theo đuổi rồi đó. Ây da, phải cà rớt mà cũng theo đuổi giống như mấy cái bức tượng này thì đỡ biết mấy. À mà bạn nào có nhu cầu mua Roblox, Love Fruit cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận á. Ok. Quầy. Mình tới một cái vùng đất gì đó mà nó nhìn nó huyền ảo thiệt sự. What the heck. Có loài sinh vật mới luôn. Breed the Weller. What the heck. Cái con này là ổ bánh mì hả? Đúng không? Sao nhìn nó giống ổ bánh mì vậy nhưng mà nó kinh dị lắm các bạn ơi. Rồi còn thêm cái con Strider nữa, nó chọi kìa. Ấy. Nhìn có khó chịu không cơ chứ. Rồi chỗ này nhìn mờ mờ ảo ảo vậy đó. Iran là mình vô chốn bồng lai tiên cảnh vậy đó các bạn. Nhưng mà tiên cảnh này lạ lắm. Ủa gì đây? Trời ơi. Nó ngớ là bị mấy cái con này nó cắn liền. Yêu. Đã vậy còn không gặp được Bastion mà lại gặp được cái pháo đài địa ngục nữa chứ. Éo le địa ngục thì. Ok đây. Tự nhiên có màn xương xuất hiện các bạn ơi. Sợ Sufferit gì cơ. Ui con này 1000 máu lớn. Ôi no. Nghỉ, không chơi đâu. Nó tới 1000 máu lận. Thôi. Tốt nhất là nên chuồn với các bạn ơi. Yêu. Hả? Ở đây có giống loài gì nữa vậy? Ui, nó nhanh lắm. Enderman. Đây chính là Enderman các bạn ơi. Trời ơi, còn có cáo nữa kìa. Cáo địa ngục. Yêu.
Ê ghê. Trời ơi, nè, Enderman nè. Enderman ở cái vùng các linh hồn này cực kỳ nhanh nhẹn luôn. Thôi, lỡ gặp pháo đài địa ngục rồi, mình sẽ nghiêng nghiêng tí, coi lỡ ngớ mình cũng loot được mấy cái đồ ngon á các bạn. Tầm này mấy anh xương đen mình không có ngán nữa. Mình đánh một anh thôi mà mấy anh kia cũng lụm càng luôn rồi. Vô đây loot thử ha. Ê, sợ nốt mấy anh xương đen cái. Tại vì theo như kinh nghiệm loot của mình thì trong này vẫn có tỷ lệ là cho mình những cái vụn netherite đó nha, chứ không phải là không có đâu. Mà kiểu nó hiếm hơn so với khu vực khác thôi á các bạn. Ui có kim cương nữa nè. Đấy. Được phết đấy chứ. Ờ hả? Ở dưới này. Đúng rồi, dưới này nó có một cái quặng netherite các bạn ơi. Ừ đúng rồi. Tí nữa là mình quên luôn rồi á. Rồi, đầu tiên là mình cần phải đào xuống thật là thấp trước rồi đó. Có hai cái lỗ hai bên là chắc là chính xác rồi đó. Ôi chuẩn luôn nè các bạn. Yes. Lộc chính là siêu trộm netherite. Ôi từ. Ok, mình hy vọng là nó sẽ sớm chọi lên trên ha. Rồi, lên trên và đợi kết quả thôi các bạn. Không biết là khi nào nó mới chọi lên nữa. Chắc mình đập mấy cái này trước đi. Ôi kìa, nó chọi lên luôn rồi cơ. Wow. Được thật sự. Rồi, vậy là mình còn thiếu hai vụn nữa thôi. Thử đi xuống dưới đi, lục soát coi. Ở đây thì eo không có. Ở đây cũng không có nốt luôn. Ở đây. Ở đây cũng vậy các bạn ạ. À. À. Vậy là mình thất bại rồi. Ui. Ui phòng enchant, phòng set enchant các bạn ơi. Wow, set gây cháy rồi nè. Có set gì ngon ngon không, sửa chữa chẳng hạn. Lời nguyền. Hại thấy ma. Eo. Toàn là sách cùi mía không à. Còn cái rương cũng không có. Thôi chắc mình đành phải đi tới một cái khu vực khác thôi các bạn. Chỗ này không ổn rồi. Ê, mình gặp được Bastion hay sao? Ơ nhưng mà khoan từ từ. Ủa Bastion gì mà cao vậy? Hả? Hai bên nữa. Ồ. Ê cái này lạ nha. Ê khoan. The arm. What the heck. Thêm một cái sinh vật kỳ dị xuất hiện nữa các bạn ơi. Ui bữa nay mình gặp hơi bị nhiều sinh vật kỳ dị luôn á. What. Ui kìa. Đúng như cái tên luôn. Nó có cái cánh tay rất là dài các bạn ơi. Ui cái gì mới lướt ngang vậy. Ui cái linh hồn gì đó. Ui kìa coi con The Arm kìa. Ê cái bức tượng này. Mình phải xử nó trước khi quá trễ các bạn ơi. Ê. Ui sao lắc rồi. Lẹ, một cái nữa. Ok. Ủa rồi con The Arm đâu? Hả? Đó thấy chưa, các bạn thấy con The Arm nó bị cái con bức tượng á, nó tiễn qua bên thế giới kia rồi các bạn. Kinh chưa? Thôi, mình xử nó trước khi mà nó tiễn mình đi rồi ha. Wow. Đây là chỗ xuất hiện cái con The Arm kia nè. Không biết là farm nó có rơi ra gì không nữa, mình chưa kịp farm nữa chứ. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Giờ mình sẽ vô cái chỗ mình tình nghi là Bastion phiên bản hơi lạ nè. Ê. Lại là con này. Hình như mỗi lần nó xuất hiện là sẽ có cái màn xương giống như vậy nè các bạn. Yêu. Ơ cái gì đây? Ê. Cái con bức tượng kia nó đã tiễn mình qua đây rồi. Oh no. No. Mình ghét cái bức tượng kia quá hả? Thầy nó tiễn mình qua đây luôn rồi. Thế giới toàn là đá nền nè. Thiệt tình luôn. Ôi nó dịch chuyển mình đi đâu nữa rồi? Ôi, thế giới thường à? Đây là thế giới thường à? Nhưng mà ở dưới lòng đất cơ. What the heck? Ôi. Lên đất liền mà. Lại là Slimmy. What? Có cần đúng lúc như vậy không? No. Đây là đâu vậy trời? Nani? Hay gặp đúng ngay cái con báo đời báo đớm ở bên địa ngục các bạn à.
The one who watches. Hôm qua mình đã đánh hụt con này một lần rồi. Hôm nay mình sẽ đánh không có hụt nữa đâu. Vô đây. Con này nhìn thấy ghê lắm các bạn ơi. Cái mặt con này rất là giống cái mặt mà nó hay hù mình nè các bạn. Mình sẽ không tha cho nó đâu. Trời. Nó đánh mình thấy ghê chưa? Ý là mình có khiên rồi đó, nhưng mà nó toàn đánh xuyên cái khiên mình thôi. Oh no. Mình tấn công một lần của nó thì chỉ kéo được 10 máu thôi các bạn. Ê, mình phải búp máu lên á. Không thôi là không ổn đâu. Trận chiến này xác định là mình phải đánh dai dẳng rồi mới hạ được nó thôi. Chứ muốn hạ nó cấp tốc là hơi bị khó đấy. Tại vì nó khá là nhiều máu mà nó còn trâu nữa, 30 giáp lận. Ôi con. Ý. Ờ, cái con này nó khôn lõi lắm các bạn. Nó đánh một lúc cho mình sợ là nó chạy liền. Chơi cái đòn tâm lý thiệt chứ. Ui, tự nhiên đang bên địa ngục cái vèo phát qua đây à. Bó tài chấm cơm thiệt chứ. Thôi đi về, tìm lối đi về cái đó. Một tí nữa mình phải rút kinh nghiệm mới được. Hạn chế tiếp xúc với những cái bức tượng ở bên địa ngục nhiều nhất có thể hết các bạn. À thôi đi. Tự nhiên hắn quay lại hắn nhìn mình. Ôi, mới xuất hiện cái con gì. Ê khoan, có con gì đó nó mới xuất hiện ở ngay cái cổng nhà mình luôn kìa. Từ từ, mình muốn đi về. Mình muốn kiểm tra thử. Nó rất là to luôn các bạn ơi. Oh my god. Nó là con SCP. Ấy, mất tiêu rồi. Ấy. Ôi, nó chạy rồi. Ui, các bạn có biết cái con đó là con SCP gì không? Ui, cái chỗ mình bắt đầu xuất hiện SCP rồi. Danny, nó biến mất trong màn đêm các bạn ơi. Quay. Nữa hả? Sao con đó nó... À. Ăn xin đi xanh quanh, mình sẽ thử lại gần coi. Bữa giờ mình chưa đánh sinh vật. Ôi, cái sinh vật này không đánh được. Mình lại gần là nó biến mất hả? Lạ lắm các bạn ơi. Yêu. Thôi. Tập trung chuyên môn đi. Nãy giờ... À, liu. Nó không đánh được mình. Rồi. Trở lại khu vực hồi nãy thôi các bạn. Lần này để tránh bị những cái con bức tượng nó quấy rầy, mình sẽ đào đường xuống dưới các bạn. Nè, tới luôn. Ô, Bích Linh thông báo. Làm gì đây? Oh, chắc đây là Batson thiệt đó các bạn ơi. Wow. Oh, vụn Netherite rồi nè. Yay. Tuyệt vời. Được thêm 2 vụn luôn. Ui, 4 vụn lận chứ không phải 2 vụn. Wow. Cơ hội để mình cày vụn Netherite là đây chứ đâu nữa. Ui, ở đây con gì mới ngẫm mà nó rơi nhiều đồ vậy. What? Ok, giờ mình lo farm Bích Linh thông báo đi các bạn. Lâu lâu mới có dịp farm mà. Tranh thủ liền. Đấy. Được thêm mớ nha. Rồi, ở đây thì hình như ở phía dưới các bạn. Đó. Nó có rương kìa. Ui, nhưng mà xuống dưới hơi nguy hiểm nha. Dung nham không á. Wow, cái gì đây? Có đồ kim cương. Thôi Netherite luôn. Ui da. Găng tay, lửa. Khi mà mình trang bị nó vào thì đòn đánh cận chiến của mình sẽ gây cháy cái địch ha, mà không cần enchant dòng gây cháy luôn. Wow. Ui, có thêm mảnh vỡ cổ đại và vụn Netherite nữa. Ngon thiệt sự, công trình này giàu các bạn ơi. Đào sâu xuống dưới nữa coi. Còn không? Ui, vẫn còn à. À, ở đây nó chia làm nhiều tầng các bạn ơi. Bội thu thiệt rồi. Let's go. Cứ mỗi tầng nó cho mình một ít đồ như vậy thôi, gom lần hồi cũng đầy cái ba lô nha. À, dưới này vẫn còn nữa nè. Ê, cũng có hit Bích Linh thông báo canh giữ luôn. Nhưng mà không sao, giờ mình đánh gây cháy cái thứ. Mấy tên này lụm kẹo với mình liền. Đó. Các bạn thấy công trình này có giàu hay không? Thì mình thì thấy nó siêu giàu luôn nha.
Trời ơi, nó đã gì đâu á. Không muốn công nãy giờ mình đi khám phá. Chắc là hết rồi đó các bạn. Ủa chưa nữa hả? Chắc đây là tầng cuối nè. Để coi. Ờ, phải không vậy? Hả, à, chưa cuối nữa hả? Nhiều tầng vậy? Quá chừng quá đất tận luôn các bạn ạ. Nhưng mà có vẻ là cái tầng trên cùng là cái tầng giàu nhất á. Còn mấy tầng dưới này thì nó không có cho mình netherite giống như hồi nãy nữa. Nếu mà cái chỗ vừa rồi nó cho mình rất là nhiều đồ thì mình nghĩ ở bên kia cũng sẽ tương tự á các bạn. Ê cái gì? Trở lại nè. À, hy vọng là nó sẽ tương tự ha. Rồi kiểm tra thử coi. Ủa sao có rương cho vậy? What? Ok. Ở đây có rương nè. Nhưng mà yêu. Nó không giàu giống như cái chỗ hồi nãy rồi các bạn ơi. Mình suy nghĩ lại nha. Có giàu đấy. Nhưng mà nó cũng hên xui ha. Lúc giàu lúc không các bạn ơi. Nhưng mà mình thấy nó có một thứ ở tầng nào cũng có nhiều, đó chính là vàng các bạn. Ai mà thiếu vàng á, gặp cái công trình này là trúng mánh luôn á. Mình thì chỉ thiếu netherite thôi, nên là mình cũng trúng mánh sương sương à. A few moments later. KPI mình đặt ra là tầm 1 phôi netherite thôi. Nhưng mà sau một lúc thì mình đã cày được đâu đó 3 phôi, 6 quặng và 13 vụn netherite các bạn. Trời ơi, nó vượt chỉ tiêu rất là nhiều luôn. Nên là mình sẽ không có tham lam nữa mà tranh thủ về nhà để chúng ta còn nâng cấp đồ hết các bạn. Rồi, về tới nhà thì công việc đầu tiên của mình là sắm liền một cái quần bằng kim cương ha. Để mình còn kết hợp với phôi netherite, từ đó chế tạo ra một cái quần netherite và chuẩn bị nâng cấp nó lên thành cái quần xịn hơn bằng dark metal ha. Đây, có luôn. 7 giáp nha. Nếu mà so với cái quần hiện tại thì nó bằng các bạn, nhưng mà nó sẽ cho mình độ bền giáp cao hơn á. Khá ổn. Rồi, và cái quần này mình cũng sẽ treo lên ha. Và chắc chắn rồi, không thể thiếu đó chính là mình sẽ enchant xích giáp này cho nó tốt hơn ha. Cho thêm một chút gai nè. À, mà thử mình enchant mấy embed của mình coi được không ta? Ủa, được luôn hả? Nhưng mà hơi mắc nha. 9 cấp lận. Wow. Ok, mình sẽ dùng embed Iron Golem thường các bạn. Enchant luôn đi. Dùng cho nó lâu hẳn luôn ha. Rồi. Này lại có thêm một món khác trong set giáp Dark Metal. Và khi full set này mình sẽ có cái sức mạnh đặc biệt các bạn. Mình sẽ được búp hiệu ứng Rampage khi mà mình yếu máu. Wow, hiệu ứng đó chắc là mình sẽ mạnh hơn các bạn. Áo hức á. Phải gán cày mới được để sớm hoàn thành set giáp Dark Metal. Còn bây giờ thì mình sẽ lên đường để chúng ta tranh thủ đi tìm lại cái con chiến binh đầu bí ngô. Hôm nay là mình máu chiến lắm rồi. Quyết tâm phải hạ bằng được con đó các bạn ơi. Để chúng ta biết đâu lượm được chiến mã của hắn, rồi đồng thời sở hữu vũ khí của hắn thì sao. Mình thấy hắn có vài cái vũ khí hơi bị xịn sò nha. Con vui ta, con đó vui tính trời. Trời, đêm hôm không đi ngủ mà nó lên trên nóc nhà nó múa các bạn ơi. Game kinh dị hay game hài gì trời. Còn con kia thì nó nhìn mình đắm đuối kìa. Thôi không chơi con đó đâu, con đó chơi mà chơi chuồn không à. Nghỉ. Dẹp. Cái gì? Ủa, Enderman di chuyển lại vậy? What? Ê. Cái gì thế ghê vậy? Trời ơi, người ta nhìn nhẹ một cái thôi mà đã chí. Người ta nhìn nhẹ anh thôi cái mà đã chí rồi. Hiện tại thì mình đang tìm cái đầu bí ngô á các bạn. Nhưng mà vẫn chưa tìm được. Chắc phải đi xa hơn nữa cơ. Đi tới những cái chỗ nào mà mình chưa từng đi qua. 2 hours later. Kìa rồi. Rồi xuất hiện thêm cái con gấu bông zombie các bạn ơi. Nó cũng đú đỡn nó lại đây. Đi săn cái Sir Pumpkin với mình hay gì á. Ơi sao cái con này bữa nay nó theo mình nhiều vậy ta? Nè, nó lại tạo ra cái màn xương khói này các bạn. Mình ghét nó quá hả? Dạ. Thôi được. Mình làm liều nó luôn, lại đây. Con này không trâu lắm. Dám săn đuổi mình hả? Nó quăng cái đám khói này thiệt tình luôn, không có thấy đường, thấy xá gì hết. Ok, qua đây đỡ đỡ nè các bạn.
Ui có quả. Ê, rồi thêm cái bức tượng này nữa. Ui cái bức tượng này mình không đập được các bạn ơi. Ơi. Nếu mà cần thiết thì mình có thể chạy luôn đi các bạn ơi. Chứ cái bức tượng đó mà lại gần mình là nó ăn trộm vũ khí mình đó. Mình bị mất hai vũ khí xịn rồi. Mình không muốn mất thêm cái nào nữa đâu. Trời đất ơi, coi cái đám khói kia kìa. Cái chỗ đánh boss thì đã có rồi, nên là chúng ta không có sợ nữa. Mình đợi cho nó biến mất càng tốt, không có làm liều được. Tại bây giờ vũ khí mạnh nhất của mình là cái cây rìu mà Slumbering Omen đưa cho mình. Mình không muốn mất đâu các bạn ơi. Ây da. Để làm gì đây? Con kia. Khổ mồm thì đi chỗ khác. Người không phải đối thủ của ta đâu. Đi đi. Ngày nào con này nó cũng săn mình. Mà nó có săn được đâu. Nó săn được mấy ngày đầu thôi các bạn. Nó tưởng bở thiệt chứ. Ok. Bên kia hết đám khói rồi. Mình sẽ thử lại gần coi coi an toàn chưa ha. Ủa cái gì vậy? Ê, con man from the fog các bạn ơi. Nó dò mình từ xa. Ê, mặc dù bây giờ mình mạnh nhưng mà cái con đó vẫn là một cái con rất là kinh dị nha. Không đùa được đâu. Rồi, cài. Qua bên kia tiếp các bạn. Biến mất chưa? Cái bức tượng kia biến mất rồi các bạn ơi. Yeah. Mình đã có thể tự tin triệu hồi được cái thanh niên Sir Bumpkin kia rồi. Chuẩn bị ha. Đập cái này và nghênh chiến thôi các bạn ơi. Let's go. Con này lần này không có đường nâng cấp các bạn. Ê, hắn hợp tác với Yeti. Mỗi lần mình triệu hồi con này là cái đống quái xuất hiện. Được luôn, 1 căn 2 luôn. Thiệt luôn á, đúng kiểu cái con Yeti là con báo đời báo đốm các bạn. Ok, trận chiến đã trở lại rồi ha. Ủa? Ui, cái con này sao nó có 100 mấy máu vậy? Wow. Ôi. Ê, nhưng mà nó đánh mình hơi bị mạnh nha. What the heck? Ôi, nó bay lên rồi. What the heck? Chiến mã của nó cũng tấn công mình. Mình sẽ bụp. À không. Ui no. Ui, nó ăn cắp vũ khí mình. Ê, mình lỡ hạ chiến mã của nó rồi. Ây da, mình phải chừa lại chứ. Mình ẩu quá. Những hiệu ứng bất lợi mà nó gây ra cho mình các bạn không hề hề hấn luôn. Bởi vì mình có bét bò phá giải rồi. Ê, từ. Coi chừng mất vũ khí. Gọi ra cái trượng cho ta đi. Ở đâu rồi? Ra đây à. Đưa cái trượng cho ta. Ok. Ui. Bây giờ hắn rơi cái đầu ra rồi các bạn. Headless. Bây giờ hắn đã thành kẻ mất đầu rồi. Ui cái đầu hắn rồi. Ui cái đầu hắn bay để tấn công mình kìa. Ui. Nhưng mà mình còn phải bắn hạ cái đầu của hắn nữa. Từ. Mình có cái cung. Hét liệt hả? Ê hắn dịch chuyển. Dịch chuyển đi đâu? Nice. Mình đã hạ được cái tên Sir Pumpkin rồi các bạn ơi. Wow. Nice. Và hắn rơi ra cho mình tới tận 3 món đồ luôn. Đầu tiên là cái Soul Saber. Cái này thì nó cho phép mình kiểu như đánh vào linh hồn cái địch hả? Thiệt không? Quýnh thử coi. Ủa mình thấy cũng vậy mà ta. Hồi nãy hắn đánh mình á cũng gây ra một cái hiệu ứng có hình cái đầu lâu các bạn. Chắc đó là chức năng đặc biệt của cái cây kiếm này nè. Còn cái cây trượng của hắn thì sao? Cây trượng này thì mình sẽ bắn ra một cái phát bắn gì đó. Ủa bắn được chưa? Ủa sao mình bắn không được ta? Ủa hắn bắn tùm lum được nhưng mà sao mình bắn tùm lum không được? Ơ kìa. Đã vậy còn xuất hiện thêm con này nữa. No. Thôi. Đừng. Trời ơi, người ta đang review vũ khí mới mà. Ây da, hai món này có vẻ là không có
giúp ích gì cho mình trong thời gian sắp tới rồi các bạn ơi. Ê, mình biết rồi, nó yêu cầu mình. Ê, cái gì vậy? What the heck? Mình biết rồi, cái cây gậy này nó yêu cầu mình phải có bí ngô cơ. Ok, con này nó dám hù mình. Người hù ai? Hù ai hả? Ủa sao mình không đánh nó được? What the heck? Oh no, oh no. Mình không thể đánh nó được các bạn ơi. À, nó làm mình bị dính cái hiệu ứng Insanity này nè. Trời sáng rồi đó mà nó vẫn dí mình cơ. Coi có khó chịu không chứ. Rồi, qua đây lấy bí ngô ha. Để mình sẽ thử lấy bí ngô mình bắn đó. Cho chừa cái tội nó dí mình. Rồi lại đây. Ta sẽ bắn người. Ủa sao bắn không được? Ủa mình có bí ngô rồi mà. À nó chuồn rồi. Ủa? À pumpkin seed. Trời ơi, quê sệ thiệt. À, mình phải có hạt giống bí ngô các bạn ơi. Đây 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 đây, mình có hạt giống bí ngô rồi nè. Giờ mới bắn được ha. Ok bắn thử coi. Đó 12 đam. Wow. Ê, dân làng mình bự. Có thiệt. Rồi bắn nó nè. Wow. Cái này bắn ngon các bạn ơi. Nó bắn khá nhanh luôn á. Và nó bắn theo đường thẳng luôn nha. Nên là rất là dễ trúng luôn. Được rồi chứ, được rồi chứ. Và món đồ cuối cùng mà mình muốn review với các bạn đó chính là cái Theo Lam. Cái này có thể triệu hồi Festit. Ủa? Hình như đây là chiến mã của cái tên Sơ Bumpkin. Oh. What? Ôi thiệt các bạn ơi. Mình có thể triệu hồi chiến mã của cái tên Sơ Bumpkin nè. Đã nha. Tấn công nó. Midnight Lurker. Đúng rồi, tấn công đi. Tấn công nó đi để. À, lâu lâu mình có thể triệu hồi ra Mr. Bumpkin nha. Ê da, để mình tấn công nó kìa. Cố lên để. Ui. Con này. À, nó dám ăn hiếp đệ mình các bạn. Ghét thế nhờ. Mình sẽ thử điều khiển coi coi Fail State có. Ê Fail State không có tấn công con này được hay sao á. Và đồng thời cái Fail Lam này cũng là cái để chúng ta có thể thu hồi được em chiến mã ha. Nói chung là khá là hay các bạn ơi. Được thật sự. Nice. Rồi vậy là chặng đường sắp tới chúng ta sẽ có thêm một người bạn nữa ha. Wow, người bạn bắt rất dễ. Un Creeper nó tránh mưa tội nghiệp vậy. Mình sẽ tặng nó vài phát bí ngô ha. Đúng rồi, tấn công đi. Ui ui, trời đất ơi. Để mình bị nổ văng lên trời luôn rồi. Oh no. À à, con ngựa. Ủa, con cụ hôm qua này các bạn. Cái gì? Con cụ này miễn nhiễm với phát bắn bí ngô à? Nè ni. À đây đây, bắn trúng rồi nè. À ha. Con cụ này hả? Ai cho ngươi lại gần? Nhìn cái mỏ nó thấy ghê quá các bạn. Chà bá lửa. Rồi lấy cây này gõ đầu nó luôn. Ở đây. Này thì nghe, giỡn mặt hả? Ủa bên kia xét đánh cái gì đây? Skibidi the Weller. Oh no 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 no. Ai, mình ghét nó quá hả? Từ từ. Mình thu hồi để mình vô cái đã. Tới số người à. Tới số người rồi, con này. Con này. Yếu mà gà gió. Mình chạy không phải là mình sợ nó ăn thịt mình các bạn, tại vì mình nhìn nó kinh á, nhìn nó bị tởm á. Ồ, thấy ghê. Và nhiệm vụ 1 đã xong. Giờ thì chắc chúng ta sẽ làm nhiệm vụ 2 á, đó chính là tìm quái vật băng để chúng ta thanh tẩy thôi. Ồ, cái chỗ này quen ta. Hình như chỗ lần trước mình giải cứu mấy anh người sát đó các bạn. Không biết giờ mấy anh ổn chưa nữa. Mình ghé mình hỏi thăm. Ồ dạ, mấy anh này vẫn ổn các bạn ơi. Mà anh còn chiến lắm. Mình thấy đánh nhau xèo cơ. Lấy sắt ra chữa thương cho mấy anh tí mới được. Sẵn tiện mình đi ngang á. Đây đây đây. Cố lên nha mấy anh. Chỗ này bây giờ là địa bàn của mấy anh rồi đó. Dữ dằn chưa. Trên này còn anh nào không? Ở đây đây còn anh này hôm bữa cứu mình nè. Hết rồi. Ờ, đâu đó có cỡ 3 anh golem á. Ấy,
Trời 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 trời. Cái tên kia bắn chiến mã của mình. Ôi em ngựa không có đánh hả ta? Ủa em ngựa này lạ vậy? Mình không có nút nào để điều khiển ngựa tấn công hết các bạn ơi. Ồ. Ồ tiếc ha. Phải chi ngựa xương này mà có thể tấn công được thì tuyệt vời luôn á các bạn. Cái gì vậy? Cái gì? Ê mới về tới nhà thôi mà. Hả? Từ 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 từ. What the heck? Starvis Stalker. Ủa thêm cái ông thần kia chui vô hàng rào rồi bị điện giật nữa. Yay, what the hell? Ôi nó bị điện giật kìa các bạn. Cái con quái vật gì đâu mà nó ngáo thật sự. Hey, quái vật ngáo. Quái vật ngáo hả? Là đây. Sự hết luôn. Ui. Ui con này nó có skill luôn à. Ây ui. Kinh thế nhờ. Mới về tới nhà thôi các bạn. Mình sẽ đẩy cho con này nó vô trong hàng rào điện. Ôi dạ, ôi dạ. Thôi thôi đủ rồi, mình muốn đi vô. Không muốn ở ngoài nữa đâu. Yêu. Ok, và hôm nay mình đã mang về một người bạn mới cho ngựa xương á. Ủa, từ từ, ngựa xương mình đâu? Đây, đây, đây. Ê, tôi đem về cho ngựa xương chứ không phải đem về cho người. Cái tên Hero Pride đáng ghét. Từ từ. Người cũng sẽ có phần thôi. Ủa kìa. Đó các bạn thấy hắn đáng ghét không? Mình nói nữa mình cũng sẽ có phần như hắn mà hắn gì đó. Ok. Và mới mốt ngựa xương của mình chắc sẽ không còn cô đơn nữa các bạn. Hai em này trông cũng khá là giống nhau ha. Tại vì toàn là xương không à. Khác nhau là ở cái màu các bạn. Với lại là em ngựa mới có vẻ là cháy hơn ha. Rồi. Phải chi mà hôm nay mình thanh tẩy được luôn cả quái vật băng á thì tuyệt vời luôn á. Nhưng mà hơi tiếc mình không có gặp lại các bạn à. Hay nhưng mà làm sao? Ít ra thì hôm nay mình cũng đã dần trở nên mạnh hơn rồi đó các bạn. Các bạn có thấy vậy không? Và bạn nào có nhu cầu mua Roblox, Love Fruit cũng như là Game Pass thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận á. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình From the Fog. Có vẻ là vẫn còn nhiều thứ để chúng ta cần phải tìm hiểu các bạn ơi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.